kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Tiết lộ sốc về tình trạng thực sự của Tổng thống Zelensky ngay lúc này. Nhà lãnh đạo Ukraine đã trở nên cứng rắn hơn và ít khoan dung hơn với những sai lầm, hãng tin Reuters đưa tin. Reuters cho rằng tổng thống Ukraine Zelensky ngày càng lo lắng cho tính mạng của mình khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vẫn tiếp diễn. Một quan chức cấp cao của châu Âu nói với hãng tin này rằng ông Zelensky ngày càng hoang tưởng về những nỗ lực bị nghi ngờ của Nga nhằm ám sát ông và làm mất ổn định giới lãnh đạo Ukraine và điều đó là đúng. Reuters cho biết họ đã nói chuyện với tám quan chức Ukraine và nước ngoài hiện tại và trước đây. Cũng như với một số bạn bè và đồng nghiệp trong quá khứ của ông Zelensky, theo hãng tin này, họ vẽ nên bức chân dung của một nhà lãnh đạo trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn, ít khoan dung với sai lầm và thậm chí dễ bị hoang tưởng khi phải đối mặt với căng thẳng và mệt mỏi suốt ngày đêm. Zelensky hoàn toàn khác so với diễn viên hài truyền hình mà ông từng là trước khi đắc cử vào năm 2019. Reuster đưa tin, nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức hết hạn vào tháng 5 và chính trị gia này đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật được áp dụng trong nước do xung đột. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow đã cố gắng giết ông mà không cung cấp bất kỳ chi tiết hoặc bằng chứng nào. Vào tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết hai đại tá được giao nhiệm vụ bảo vệ các quan chức cấp cao đã bị bắt giữ vì nghi ngờ được Moscow tuyển dụng để ám sát Zelensky. Chính quyền Nga phủ nhận cáo buộc cố gắng loại bỏ Zelensky. Chúng tôi không có kế hoạch như vậy, Dmitry Polyansky, phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết vào đầu năm nay. Trong suốt cuộc xung đột, ông Zelensky đã trở nên không khoan nhượng với những cáo buộc về sự bất tài trong số các quan chức và cố vấn của mình. Một thành viên giấu tên trong nhóm của ông nói với Reuters, nếu ông ấy thấy mọi người không chuẩn bị hoặc mâu thuẫn với nhau, ông ấy sẽ nói hãy ra khỏi đây. Tôi không có thời gian cho việc này, nguồn tin cho biết. Ông Zelensky cũng không ngừng nghỉ khi gây sức ép với những đồng minh phương Tây của mình để được viện trợ. Theo một quan chức cấp cao của châu Âu, ông ấy lặp lại 15 lần những gì ông ấy cần, rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa hoặc phải đối mặt với hậu quả và ông ấy không bỏ qua, quan chức này nhấn mạnh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Renikov, người đã bị sa thải vào năm ngoái trong bối cảnh bị cáo buộc tham nhũng, cho biết Zelensky hoạt động trong một chế độ thiếu ngủ. Cuộc sống của chính trị gia Ukraine này bao gồm các cuộc tham vấn vào ban đêm và các bài phát biểu trước Quốc hội Thượng viện bất kể thời gian nào, ông giải thích. Theo Renikov, ông Zelensky có một túi đồ dự phòng với quần áo thay và bàn trải đánh răng vì ông ấy thường xuyên không biết mình sẽ ngủ qua đêm ở đâu. Ông ấy ở trong trạng thái căng thẳng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đó là một cuộc chạy marathon không bao giờ kết thúc, ông nói thêm. Chiến sự căng như dây đàn, Nga chiếm được làng then chốt của Ukraine. Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đã chiếm được làng Urochani vào ngày 14 tháng 7, khoảng 11 tháng sau khi Kiev giành lại khu định cư này từ tay Moscow trong chiến dịch vào mùa hè năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào Chủ nhật rằng quân đội Moscow đã chiếm được Urochani và đang dọn dẹp và giả phá mìn tại đây. Urochani nằm ở phía nam của vùng Donetsk phía đông, gần biên giới với Zaporizhia, Nơi đây từ lâu đã là địa điểm diễn ra các cuộc đụng độ dữ dội cùng với ngôi làng lân cận Staromaioske. Ukraine đã giành lại Urochani và Staromaioske vào mùa hè năm 2023, như một phần của cuộc phản công chậm chạp và y ạch cuối cùng đã mang lại một số thành quả nhỏ cho Kiev. Ukraine cho biết nỗ lực này bắt đầu muộn hơn dự định và việc giao vũ khí cho quân đội của họ bị chậm trễ, có nghĩa là Nga có thời gian để chuẩn bị phòng thủ và giải minh dày đặc trên lãnh thổ. Trung tá Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kotisia của Ukraine hoạt động ở phía đông đất nước, trả lời tờ Newsweek hôm Chủ nhật rằng quân đội Kiev đang hoãn bình luận chính thức về tình hình xung quanh Urocheni và những trận chiến thực sự vẫn đang diễn ra. Tình hình đang rất khó khăn, Voloshin nói và cho biết thêm các cuộc tấn công của Nga trong khu vực đã gia tăng trong những ngày gần đây. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo trên chiến trường, quân đội Ukraine cho biết vào sáng Chủ nhật lúc 8 giờ sáng giờ địa phương rằng Nga đã thực hiện 18 cuộc tấn công trong ngày qua vào các khu vực tiền tuyến bao gồm Urochani, nhưng không nói rằng quân đội của họ đã rút khỏi khu vực định cư. Devstate, một blog chiến tranh nổi tiếng của Ukraine, cho biết hôm thứ Bảy rằng lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào phía Bắc ngôi làng vào đầu giờ địa phương. Lực lượng của kẻ thù rất đáng kể, blog viết. Trong một bài đăng sau đó, Deep State cho biết lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát Uroshane. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, cảnh quay được định vị địa lý từ đầu tuần cho thấy quân đội Nga đã tiến vào phía bắc của khu định cư. Nga tập kích đoàn tàu chở vũ khí trang bị của Ukraine. Kênh Riba cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng, khu tập trung của đối phương ở một số khu vực thuộc Ukraine. Tại vùng Kharkov, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một đoàn tàu chở quân nhân, vũ khí trang bị của Ukraine ở Buda. Ở Odessa, một tên lửa được cho là đã tấn công một vị trí phòng không cũng như tại Botava. Các cuộc tấn công cảm tử bằng máy bay không người lái đã được ghi nhận. Theo hướng Kyivyan Statove, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở một số khu vực. Ở Kyivyan, một cuộc tấn công tên lửa đã đánh trúng một cây cầu ở ngã ba đường sắt trên trục Oleskandryska kaliniska các trận tấn công dữ dội đang diễn ra với lực lượng moscow tiến vào một số khu định cư của thành phố torres ở adika các hoạt động tấn công của nga tiếp tục phát triển sau khi chiếm được jeheniska các trận chiến đã bắt đầu tại novosiliska 1, lực lượng moscow đạt được những thành công trên hướng vermiska lực lượng moscow đã giành quyền kiểm soát phần lớn urohane trong khi phía bắc staromayose giao tranh vẫn tiếp tục Bộ Tổng tham mưu Ukraine, gần 150 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Ukranka Prada đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 13 tháng 7 cho biết 149 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận kể từ đầu ngày. Tình hình vẫn căng thẳng ở hướng Pokos, Arika Nga cũng đang hoạt động ở hướng Kakov, Liman và Vermika báo cáo có đoạn quân Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine sử dụng 3 tên lửa, 57 cuộc không kích sử dụng 103 bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã triển khai 512 UAV cũng như thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kyiv, Liman, Serverskai, Kramatorsk, Torres, Kurakoskai, Vermeska, Nisber. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng Borscot Adika với 37 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine nhưng thất bại và bị tổn thất đáng kể với 227 quân nhân thương vong cùng nhiều phụ khí phương tiện cơ giới bị phá hủy. Ukraine thừa nhận thất thủ ở Urohania. Theo các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine GRU, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Urohane ở vùng Donetsk. Báo cáo của Deep State cho hay, hôm nay 13 tháng 7, từ sáng sớm, đối phương đã bắt đầu tấn công ồ ạt vào phía bắc làng, lực lượng Nga đông đảo có thông tin về hai đại đội. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự tại đây. Các nhà phân tích nói thêm rằng Nga đã tiến gần Alexandrovon, Novoselokka, Beraya cũng như Madika. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Selenoye và Klechika. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia đã cho biết rằng quân phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Urohania. Nga bao vây lữ đoàn Ukraine ở Kyivyan. Kênh Military Summary đưa tin, nga ồ ạt tập kích dữ dội bằng bom lượng phá khu vực xung quanh Kyivyan trong 24 giờ qua. Một cây cầu khác, quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Ukraine trong khu vực, cũng bị phá hủy. Cùng lúc đó, lực lượng Moscow được cho là đã phát động một cuộc tấn công vào Sinkika ở đông bắc Kyivyan, theo báo cáo từ phía nga. Lữ đoàn 116 Ukraine đã bị bao vây ở đó ngoài ra còn có xác nhận trực quan đầu tiên rằng lực lượng moscow đang ở phía nam làng Makiska trong rừng Kemaneya một đoạn video được định vị địa lý cho thấy quân ukraine đã tiến thêm được một km nữa theo hướng Torres quân đội nga đang mở rộng các cuộc tấn công về phía làng Salina đã chiếm được những vị trí đầu tiên ở đó theo hướng Adika, lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào là Novoselitska Pesha, chiếm được các vị trí đầu tiên ở phía Bắc và phía Đông. Họ cũng đang tiếp cận từ phía Nam dọc theo cánh đồng. Ở Urohane, quân đội Nga đã đạt được bước đột phá. Họ đã chiếm được gần như toàn bộ ngôi làng trong thời gian ngắn sau một cuộc tấn công binh chủng hợp thành với hàng chục xe máy cùng một số xe bột thép. Kho dầu Nga ở vùng Rostov bị UAV Ukraine cho nổ tung. Uranka Prada dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU. Vào đêm ngày 13 tháng 7, một kho dầu của Nga ở quận Tivslansky thuộc vùng Rostov đã bị máy bay không người lái của SBU đốt cháy. Theo nguồn tin, nhiều loại xăng và nhiên liệu diesel khác nhau với tổng khối lượng 12,5 nghìn mét khối đã được lưu trữ tại cơ sở này để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đêm, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ, sau đó một đám cháy lớn bùng lên. Gần 50 người và 14 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev tuyên bố rằng khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy tại quận Simlasky, do một cuộc tấn công của UAV, một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu. Tình báo Ukraine tin chắc rằng Nga sẽ lại tấn công từ phía Bắc. Trong cuộc phỏng vấn với NV, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine trung tướng kiri budanov tự tin dự đoán rằng trong những tháng tới nga sẽ cố gắng tấn công lãnh thổ ukraine từ phía bắc ông budanov nói bạn thấy đấy đây là một tình huống hơi mang tính giai thoại đối với tôi bởi vì khi mọi người hét lên trong suốt hai năm rằng sẽ có một cuộc tấn công từ phía bắc chúng tôi đã nói với mọi người rằng điều đó sẽ không xảy ra không có gì xảy ra cả người đứng đầu rru khẳng định một cách dứt khoát và chắc chắn rằng nga sẽ tấn công từ phía bắc nhưng không nói rõ liệu ông đang nói về hướng sami hay chernogot tướng budanov phân trần nếu tôi bắt đầu trả lời câu hỏi này bạn và tôi sẽ chỉ gây ra sự hoảng sợ hãy nói thế này có những vấn đề chúng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn không có thảm họa nhưng không thể nhìn thấy vấn đề tôi đã nói với báo chí phương tây rằng thật không may năm nay tôi sẽ không có nhiều tin vui cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin hữu ích xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại